Ok, em xin chào thầy và xin chào tất cả các anh chị. Và giống như là phong trào của chị Mai Răng thì em cũng muốn làm một cái clip đó là để giới thiệu bản thân mình tới các được tới thầy và tới tất cả các anh chị để chúng ta có thể hiểu nhau hơn và có thể giúp đỡ nhau trên con đường phía trước. Và đầu tiên thì em tên là Đinh Thị Hải Yến, sinh năm 1995 và đến bây giờ là 23 tuổi. Quê em ở Hà Nam và hiện tại thì em đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương chuyên ngành quản trị kinh doanh và bây giờ em đang sống và làm việc tại Hà Nội. Em đang làm marketing cho một cái dự án startup nhỏ nhỏ của bọn em về vô rửa đa năng Vumpati. Sản phẩm này thì do bên em là và trong group nếu mà anh chị nào mà đang có baby từ 7 tháng đến 4 tuổi thì có thể là quan tâm bởi vì cái sản phẩm này rất là hay ho và anh chị có thể search ở trên Google đó là bô rửa đa năng thì chắc là sẽ ra bọn em đấy ạ. Ok, không bi ai cho sản phẩm nữa. Và em có niềm đam mê, em có 5 cái thứ mà em rất là thích, gọi là đam mê luôn. Đầu tiên đó là về em rất là đọc sách, thứ hai là về ngôn ngữ và ngoại ngữ, thứ ba là em thích sáng tạo và thứ tư đó là tự do và ca hát đó. Và từ những cái sở thích đó của em thì em đã lập ra được hai kênh YouTube của mình, một đó là kênh ngoại ngữ bá đạo, hai là kênh EIL Vlog. Thì khi mà nghe đến ngoại ngữ bá đạo thì chắc các anh chị cũng không biết là nó là một cái kênh gì mà nó bá đạo ấy hả. Thì đây là một cái kênh mà bắt nguồn từ cái do sở thích đam mê ngoại ngữ của em. Em rất là thích ngoại ngữ và em đã từng học qua thôi chứ không biết nói gì đâu. Tiếng Hàn này, tiếng Trung và tiếng Nhật và tiếng Anh. Và em cũng biết được một số khó khăn của các anh chị và bản thân mình và tất cả mọi người khi học một ngôn ngữ gặp một cái vấn đề đó là việc nhớ từ vựng. Đó, việc nhớ từ vựng rất là khó và đó mới chính là cái cốt yếu khi mà mình học một ngôn ngữ gì đấy thì cái việc học từ vựng nó rất là quan trọng. Nó sẽ tạo động lực cho mình để mình học tiếp, đúng không nào? Đấy, thế nên là em đã làm một kênh chuyên về từ vựng thôi, chuyên về hướng dẫn cho các anh chị học từ vựng. Và còn cái kênh EIL Vlog thì đó là những cái video, đó chính là một cái tổng hợp, tập cập tất cả những cái video mà em hát hò giới thiệu linh tinh. Nói chung là cái kênh đấy em ban đầu đã YouTube là em chưa có định hướng gì về cái kênh đấy cả. Thực ra là em thích cái video thì em quay em lại làm, tức là rất là vất vả bởi vì mình không đi theo một cái trình tự nào đấy. Ok, và đến bây giờ ấy, và đến bây giờ thì em thấy là trước khi gặp thầy Dương Trung Hiếu thì làm YouTube với em nó là cả một gian nan, rất là vất vả. Đầu tiên em phải như là làm sao để nội dung sao phải biết là nội dung sao cho hay này, quay video bằng thiết bị gì cho nó nét này, ghi âm bằng cái gì cho đỡ bị rè này, cho nó hay này. Cái thứ ba đó là ánh sáng set up như thế nào, phải dùng đèn như thế nào để cho ánh sáng đẹp này. Sau đó là phải edit, bây giờ mình edit bằng Adobe Premiere tại vì em toàn thấy mọi người sử dụng cái phần mềm đấy, và hoặc là Camtasia. Bây giờ thì hiện tại em đang sử dụng Camtasia nhưng mà trong thời gian trước em rất là phân vân bởi vì em muốn làm sao cho clip của mình nó hay, nó sinh động, nó có nhiều âm thanh, có nhiều hiệu ứng các kiểu. Thành ra là rất là vất vả để ra một video. Hôm trước để ra một video thì hôm trước em đã phải lại viết một dàn ý các kiểu rồi, dàn ý rất là dài, xong rồi tối ngồi quay để phải set up đèn. Ôi dồi, set up đèn sao cho đẹp, xong rồi set up cái phông nền này nữa. Đó, có rất là nhiều vấn đề. Sau khi mất 3-4 tiếng để quay rồi mới ra được cái video rồi thì xong rồi lại mất đến 3-4 tiếng nữa để mình chỉnh sửa, bởi vì em cứ loay hoay trong việc là làm sao để cái video của mình có âm thanh sinh động, có hiệu ứng sinh động giống như các video khác. Bởi vì em nghĩ rằng là nội dung của mình không được hay thì mình phải làm sao cho video của mình thật đẹp, phải 1080, 720, ít nhất phải 720. Đó, thì em nghĩ là đấy là tối thiểu rồi. Nhưng mà luôn luôn là muốn cái video của mình nhìn cho nó đẹp, cho nó sạch sẽ, cho nó sáng sủa. Thành ra là em quá quan tâm về cái vấn đề đấy. Thành ra là nội dung của em nó cảm thấy cũng bình thường thôi, cũng không có gì gọi là hấp dẫn cả đấy. Và dần dần và mất em
thường là mấy hôm đấy để ra một cái video hay thì em phải mất thường là ngủ 3 đến 4 giờ sáng em mới được đi ngủ, em mới đi ngủ luôn á. Bởi vì lúc đấy với edit xong để sáng hôm sau có video up lên. Vậy là em có ra được 2 hoặc 3 video mà em cảm thấy cũng là tâm đắc, gọi là cũng được. Nhưng mà để làm ra 2 video đấy nó quá vất vả, quá mệt mỏi. Và cuối cùng thì điều gì để em sẽ đến 3-4 ngày ngủ ít, sáng đi làm luôn, quá mệt. Và cuối cùng là bị stress, không làm được gì cả. Em đã bỏ tất cả, em dùng tất cả 2 ngày để em để gọi là reset lại ấy, nhìn lại. Và cuối cùng trong lúc của mình đang đau đầu nhất, đang rối bời nhất thì em gặp thầy. Em xem đang ngồi cà phê thì em tìm thấy video của thầy. Và xem nó cần video của thầy như kiểu một liều thuốc dành cho người đúng bệnh ấy, khỏi luôn. Em cảm thấy rất là nhẹ nhàng, em cảm thấy YouTube nó không còn là khó khăn gì nữa. Bởi vì thời gian trước thì em cũng đã tìm hiểu về YouTube rồi, nhưng mà tại do em quá quan tâm vào cái vấn đề làm sao để cho video nhìn lên cho đẹp thôi, chứ không có quan trọng đến nội dung. Và lúc đấy và xem các clip khác thì họ không có hướng dẫn tận tâm tận tụy như thầy, chân thành như thầy. Thành ra em cảm thấy con đường kiếm tiền YouTube nó rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn. Nhưng mà khi xem của thầy rồi thì em thấy mọi thứ rất là đơn giản, chỉ cần là mình yêu thích và mình đi đúng hướng và tập trung vào cái nội dung của mình, đơn giản là chỉ là vậy thôi. Đó, đấy là cái duyên mà em tới group này và cũng là cái duyên của em với thầy. Em hy vọng là khi mà tham gia group này thì anh sẽ được đồng hành cùng với các anh chị đi đến con đường thành công, đó là tự do tài chính.